Thank you.
Nó bực bích thề vậy. Đây là chương trình Phật Pháp của Đức Thầm á, trên mạng Internet, qua Podcast, Facebook và Zoom, mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali sáng đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con lời nguyện thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý đại hữu. Hôm nay Chủ nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021, Phật lịch 2565. Hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma bài 72, diễn trình tâm quan ủng ủ môn phần 1. Sư Thượng Tọa Giác Đẳng và Thượng Tọa Thích Siêu đồng giảng dạy. Bắt đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Thầy Giá Sa Thú Lành Thầy, con kính chị Thượng Tọa Minh Hạnh, kính mời chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay. Thắng pháp bài 72, diễn trình tâm quan ngũ môn phần 1, chúng con cùng thỉnh Thượng Phật Tỳ Siêu Từ Bi diễn nhập bài học. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Tam Bảo. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức và thân tàu, tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học thắng pháp Abhidhamma. Học về diễn trình tâm ngũ môn. Phần 1. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta chỉ mới học sơ khởi thôi. Bởi vì khi nói đến cái tâm lộ mà nó diễn tiến ngang qua mắt tai mũi lưỡi thân, thì có nhiều vấn đề để chúng ta nói đến. Nhưng mà ở đây cái buổi đầu chúng ta chỉ, hôm nay chúng ta chỉ mới học những yếu tố cần thiết của năm giác quan với bốn cái thứ ấn tượng thôi.
Nếu được nữa thì hôm nay chúng ta sẽ nói, bởi vì bốn ấn tượng mạnh đó, rất mạnh hay là cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ, nó chi phối cái lộ tâm ở chót na cảnh một kiếp vừa qua, chót động lực một kiếp vừa qua. Còn nếu là cảnh lớn hay là đối tượng chỉ mạnh thường thôi thì nó chi phối cái tâm lộ sẽ ra chót na cảnh, nó chót hậu kiếp, nó chót tổng lực có từ 2 cho đến 3 hậu kiếp vừa qua. Còn đối với ấn tượng yếu hay gọi là cảnh nhỏ đó, thì nó chi phối diễn trình tâm ngũ môn, chỉ xảy ra đến phân đoán của Tapana với 4 đến 10 hộ kiếp vừa qua. Còn diễn trình tâm mà ấn tượng rất yếu, Paritta Ramana, tức là cảnh rất nhỏ đó, thì nó chi phối lộ tâm diễn ra không có tâm khách quan, mà chỉ là cái tâm hữu phần, nó rung động, rung động, rung động. Từ 10 đến 14 cái hậu kiếp rung động, cha lên á, phá quần gác, hay phá quần gác cha lên á. Như vậy thì chúng ta mới nói đủ 4 cái ấn tượng này. Bởi vì chúng ta dừng lại ở đây đó, thì qua ngày thứ 5 thì chúng ta phải học thêm cái phần đó, thì nó lại phải chèo kéo ngày hôm nay 4 cái ấn tượng này lại. Đây là điều mà chúng tôi đề nghị. Và hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe bài học này do Thượng Tọa Chất Đẳng giảng giải. Bây giờ thì xin mời cô Lan Nhiều Nguyệt đọc cho chánh phần của bài học. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy Giá Sai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Thế Siêu đã giảng nhập bài học. Thì bây giờ con xin đọc phần chánh văn. Bài học hôm nay, giáo trình thắng pháp, bài 72, diễn trình tâm qua ngũ môn, phần 1. Phân loại diễn trình tâm. Thắng pháp đơn cử nhiều diễn trình tâm. Sự phân tích tỉ mỉ giúp rất nhiều cho người học để hiểu thêm về duyên hệ sau này. Nhưng chính những phân chia này cũng khiến người học rối trí và khó nhớ. Nói tổng quát thì diễn trình tâm thức có thể phân làm hai. A. Diễn trình tâm qua ngũ môn Vanchadwarachitta Quỳ thị là diễn tiến tâm thức qua năm môn: nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, trực tiếp nhận biết năm cảnh sắc: thinh, khí, vị, xúc. B. Diễn trình tâm qua ý môn Manodwarachitta Quỳ thị là diễn tiến tâm thức ngoài năm môn kể trên. Trong phần này đề cập đến nhiều trường hợp đặc biệt như chứng thiền, đắc đạo, hiện thông. Nên nhắc lại, đây là khi một cảnh tượng xuất hiện, thí dụ như cầu vồng ngũ sắc hiện ra trên bầu trời, thì một người nhìn thấy không phải chỉ có diễn trình tâm nhãn môn, mà còn có rất nhiều diễn trình tâm ý môn. Nói cách khác là nhiều thứ diễn trình tâm sanh khởi liên hệ tới cảnh tượng,
chứ không phải chỉ có 17 sát na hay ít hơn của một chập tâm thức. Sự phân, có sự phân loại diễn trình tâm y cứ trên thời gian như diễn trình tâm trong đời sống hàng ngày, lúc lâm chung, lúc tái sanh, nhưng có lẽ nên xếp vào diễn trình tâm trong trường hợp đặc biệt để không làm trí cho người học. Những yếu tố cần thiết của năm giác quan để hiểu về sự phân loại của diễn trình tâm qua ngũ môn: trước nhất, cần biết về những yếu tố tạo thành các giác quan. Những điểm này được nói tới trong nhiều phần khác nhau của giáo trình Thắng Pháp. Đây chỉ là phần sơ lược. Bốn yếu tố của thị giác: một, thần kinh nhãn, chakkhupassa; hai, cảnh sắc, rupa-rammana; ba, ánh sáng, aloka; bốn, sự chú ý, manasikara. Bốn yếu tố của thính giác: một, thần kinh nhĩ, sotapassada; hai, cảnh thinh, saddharammana; ba, khoảng trống, akasa; bốn, sự chú ý, manasikara. Bốn yếu tố của khứu giác: một, thần kinh tỷ, khanapassada; hai, cảnh khí, gandharammana; ba, gió, vayu; bốn, sự chú ý, manasikara. Bốn yếu tố của thị giác: một, thần kinh thiệt, chahapassada; hai, cảnh vị, rasaramana; ba, nước, apo; bốn, sự chú ý, manasikara. Bốn yếu tố của xúc giác: một, thần kinh thân, kayapassada; hai, cảnh xúc, phottaparamana; ba, tánh thô phù của địa đại, patakwi; bốn, sự chú ý, manasikara. Những yếu tố này nói lên đặc tính hỗn hợp của các pháp hữu vi, sankhara, cũng cho tính cách khách quan của ngũ song thức đối với thực tại. Người học cũng cần lưu ý là trong cách nói chung chung thì có thể nói mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhưng nói chính xác thì các căn hay vật là những thần kinh. Thí dụ nhĩ căn hay nhĩ vật là thần kinh nhĩ, có hình dạng như lông con cừu nằm ở màng nhĩ, chứ không phải là lỗ tai thấy ở bên ngoài, vân vân. Bốn thứ ấn tượng. Khi phân chia diễn trình tâm qua ngũ môn, có bốn trường hợp được đề cập tới. Một, diễn trình tâm ngũ môn ấn tượng rất mạnh, atimahantaramana, là khi cả bốn yếu tố căn, cảnh, môi sinh và sự chú ý đều đầy đủ. Hai, diễn trình tâm ngũ môn ấn tượng mạnh, mahantaramana, là khi một trong bốn yếu tố bị thiếu kém. Ba, diễn trình tâm ngũ môn ấn tượng yếu, paritaramana, là khi nhiều trong bốn yếu tố bị thiếu kém. Bốn, diễn trình tâm ngũ môn ấn tượng rất yếu, atiparitaramana, là khi cả bốn yếu tố đều thiếu kém. Trong những giáo trình quen thuộc thường gọi bốn ấn tượng trên là cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ. Trong giáo trình này dùng chữ ấn tượng thay vì cảnh, vì người học có thể nhầm lẫn cảnh chỉ là một trong bốn yếu tố của giác quan. Chữ lớn hay nhỏ trong tiếng Việt thường chỉ cho kích thước thuộc cảnh sắc, nên ở đây dùng ấn tượng mạnh hay yếu. Khi học thì nên lưu tâm nhiều đến diễn trình tâm với ấn tượng rất mạnh, vì có đầy đủ chức năng các sát na liên hệ. Đến văn đánh đề là chấm dứt chúng con công tỉnh thượng tọa và giác đẳng từ bi thứ giảng bài học năm mô bích thai nhé. Năm mô bích thai nhé. Kính đảnh lễ thưa tổ tịch sư, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bắt đầu chính thức đi vào bài học nói về diễn trình tâm thức, và đây là phần mở đầu của diễn trình tâm xuyên qua ngũ môn. Trước khi nói về nội dung của bài học thì
Chúng tôi muốn nhắc lại một cái kỷ niệm. Hồi còn nhỏ, lúc mà chúng tôi từ siêu và vào trong chùa hồi thì tu á, thì trong số tài liệu mà dạy vi diệu pháp, tức là dạy thắng pháp của ngài Trịnh Sự đó, có một tài liệu mà đối với chúng tôi nó tạo nên một ấn tượng rất là đặc biệt. Chúng tôi thực sự không có biết là bây giờ có còn ai sử dụng hay không. Đó là cái bản đồ lộ trình tâm, tức là cái biểu đồ của diễn trình tâm thức. Đó là một cái biểu đồ in trên một cái tấm giấy, giấy trắng mực đen nhưng mà rất là lớn, lớn hơn là cái tờ báo hồi xưa gọi là nhật trình hay là nhật báo á. Mở đôi ra, thật ra thì chúng tôi không có giỏi kích thước á, nên chúng tôi không nói, nhưng mà lớn lắm. Và những cái diễn trình tâm mà lúc đó ngày thực sự ngày gọi là lộ trình tâm á, thì được in từng phần ly chi ở trên đó. Và ở trong cái ký ức của tuổi thơ á, thì đối với chúng tôi là một cái cảm giác rất là lạ lắm, bởi vì chúng tôi chưa bao giờ thấy một cái tài liệu của tôn giáo, của triết lý, của đạo giáo mà được vẽ bằng cái bản đồ đó. Nó giống như một cái đồ biểu của khoa học như vậy. Lâu rồi thì chúng tôi không có được cái biểu đồ đó. Hiện nay chúng tôi không có trong tay. Chúng tôi thực sự không biết là ở Việt Nam có ai có còn giữ bằng cái biểu đồ đó không. Nhưng mà đó là một cái ấn tượng rất là đặc biệt. Dĩ nhiên là cái biểu đồ hay là cái bản nêu về lộ trình tâm đó, mà người ta sử vẽ đó, rất là hữu ích. Chẳng những rất là hữu ích mà còn rất là ấn tượng cho người học khi thấy rằng đây là một môn học mà chúng ta phải học một cách nghiêm túc để chúng ta biết rõ. Tuy nhiên, chúng tôi phải nhìn nhận rằng cái sự phân chia mà lộ trình tâm như vậy đó thì thực sự là bối rối không ít những người học, và đặc biệt tương đối hơi khó nhớ. Dạ, đặc biệt rất là khó nhớ ở trong cái sự phân loại. Từ từ rồi quý vị sẽ thấy tại sao hơi khó nhớ. Khó nhớ vì đưa ra nhiều trường hợp rất là ly chi. Dạ, đưa trường hợp rất là ly chi. Mà cho tất cả những thứ này nó có giá trị ngang bằng với nhau. Dạ. Trong cái cách học mà của giáo trình này đó, thì thứ vì chúng tôi chỉ tập chú vào hai cái diễn trình tâm chính yếu, đó là diễn trình tâm qua ngũ môn và diễn trình tâm qua ý môn. Chúng ta nắm hai cái diễn trình tâm này rồi đó, thì những cái thứ diễn trình tâm khác đó, sẽ rất là dễ. Dạ, rất là dễ. Đó là cách mà ngày xưa chúng tôi cố gắng tự tìm hiểu. Bởi vì ngay cả cái ngôn ngữ cũng như cách trình bày ngày xưa đó, chúng tôi học đó thì rất là khó phân biệt cái nào là cái chánh, cái nào là cái phụ. Dạ. Có những thứ mà chúng ta học rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày mà ngài gọi là lộ ngũ môn bình nhật chẳng hạn, bình nhật thì nó hàng ngày, cái này nó là bình nhật. Thì nó ngang bằng với lộ cận tử. Nhưng lộ cận tử thì ít khi nào mà chúng ta thực sự là làm việc với nó nhiều. Thì đối với chúng tôi thì những cái gì mà nó là nét chính thì chúng ta nên học cho căn bản. Rồi từ chỗ đó chúng ta học thêm những cái trường hợp đặc biệt. Thì như vậy nó sẽ bớt đi. Dạ. Nếu mà quý vị nhìn vào cái biểu đồ mà ngài Hòa Thượng Thực Sự ngài vẽ ngày xưa đó, thì một cái biểu đồ rất lớn, rất lớn. Và ở trong đó thì chúng tôi phải nói đặc biệt rất là khó nhớ. Dù sao đi nữa đó, thì có điểm này là đôi khi chúng ta mới học ở tại đây thì chúng ta thấy những cái chi tiết không cần thiết. Dạ. Nhưng mà khi mà chúng ta đụng tới giáo trình duyên hệ, dạ, đoạn sau của giáo trình này đó, chúng ta học tới duyên hệ thì chúng ta thấy những gì được đề cập đến
ở trong cái diễn trình tâm thức nó hết sức là cần thiết. Chúng ta đặc biệt phải hiểu cái đặc điểm của thắng pháp đó, đó là sự ráp đối. Ráp đối, nếu mà không có đúng mực thước, không có đúng vị trí, không có đúng cái độ nghiêng, độ thẳng, thì thưa quý vị, khi mà mình ráp lại nó không có liên lạc được. Vì vậy khi mà mình học ở trong kinh tạng hay là học ở bên ngoài đó, thì thông thường người ta chỉ nghe những gì mình thích, học những gì mà mình đặc biệt quan tâm. Nhưng mà khi học thắng pháp thì chúng ta tập có thói quen là hễ cái gì được đưa đi giáo trình thì chúng ta cứ học và hiểu càng nhiều càng tốt. Bởi vì lúc đó có thể là chúng ta thấy nó không có lợi lạc nhiều, không lợi ích nhiều. Và sau này, thí dụ bây giờ mình học về diễn trình tâm thức, có nhiều vị hỏi rằng nó là một cái gì rất là vi tế, rất là tế nhị, mình học để làm cái gì? Mình đâu có thể nào mà xen vào cái diễn trình tâm được. Nhưng mà khi mà học về giáo lý duyên hệ thì chúng ta sẽ thấy nó quan trọng. Hay là ngay cả trong kinh tạng mà đề cập gặp đến chư thánh bốn đôi tám vị, các vị mà gọi là sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả đó, thì chỉ một sát na thôi tại sao đặt thêm hạng người, thì phải hiểu rõ vì thắng pháp đó, thì chúng ta mới hiểu rõ tại sao tại sao chúng một thứ gom chung được. Hay hoặc giả là chúng ta học về nghiệp, chúng ta học về thức tái sanh, thì cái mà gọi là chi tiết nhất, được đề cập với chính xác nhất, thì chúng ta phải dùng tới diễn trình của tâm thức. Nên chi ở trong cái sự tế nhị này cho chúng ta rất là nhiều câu trả lời quan trọng của Phật học. Và từ đó đó, nó là một cái cơ sở để chúng ta phân định những cái vấn đề có vẻ như mơ hồ. Bởi vì ngày xưa chúng tôi ở gần sư trưởng hay nói một điều là nếu mà một người vào chùa tu mà không biết tam tạng Pali đó, thì là điều thiệt thòi, là điều đáng buồn. Mà biết tam tạng Pali mà không biết thắng pháp đó, thì điều đó cũng là một điều thiệt thòi. Bởi vì có nhiều điểm lắm mà khi nếu mà mình giảng trên phương diện kinh tạng thì không đủ và không đủ nghĩa. Hồi nãy chúng tôi có nói là khi đề cập đến các vị gọi là tăng bảo đệ tử Phật gồm có bốn đôi tám chúng, thì với một người nghe bình thường mà không hiểu thắng pháp thì bốn đôi tám chúng thì có thể nói ồ đó là gì, đó là tứ đồ quần đạo tứ đồ quả là một đôi, rồi tứ đà hàm đạo tứ đồ quả là hai đôi, anh hàm bảo là ba đôi, a la hán đạo là bốn đôi, rồi tám chúng chúng ta lấy cái đi chúng ta tách ra, mình nghe thì nghe đại khái vậy, nhưng mà thật sự nó không có ý nghĩa gì hết, rất là vô nghĩa. Tại sao sư đạo sư quả không nhập lại thành một? Thì trong trường hợp này chúng ta thấy có một cái nhu cầu, cái nhu cầu là làm sao giải thích những điều đó thật sự rất là chính xác. Thì rải rác đó đi ở trong diễn trình của tâm thức hàm chứa rất là nhiều những cái giáo nghĩa quan trọng, và không phải chỉ quan trọng mà nó lại đặc biệt trở nên hết sức là chính xác để chúng ta có thể thực hiện được. Thì thưa quý vị, trước nhất là khi mà chúng ta học ở trong thắng pháp thì chúng ta thấy rằng trong sáu cảnh hay là sáu thức, sáu cảnh là sắc thinh khí vị xúc, hay là trong sáu thức là nhãn thức vị thức tỷ thức thiệt thức thân thức, thì năm cái thức đầu là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, hay là năm cảnh sắc thinh khí vị xúc, hay là năm môn là nhãn môn nhĩ môn tỷ môn thiệt môn thân môn, thì thông thường là đi chung một nhóm. Một nhóm, ví dụ chúng ta nói là ngũ dục ngũ trần để chỉ ra năm cảnh, hay chúng ta nói ngũ sông thức là nói về năm thức, rồi ngũ môn, ở đây chúng ta thấy lộ ngũ môn thì nói đến năm cái cảnh này. Năm cảnh này thường được nói chung bởi vì có những cái đặc tính rất là giống nhau, rất là liên lạc. Thí dụ như là chúng ta nói nhãn căn,
chúng ta nói nhãn môn, nhãn vật điều trị cho con mắt, hay là thần kinh nhãn, thì rất là liên lạc. Nhưng mà trường hợp ý môn là hoàn toàn khác. Thì rồi, khi mà quý Phật tử mà học vào thánh pháp, thì quý vị hay nghe cái chữ ngũ song thức hay là ngũ môn, hoặc là chúng ta học trong kinh tạng, chúng ta nghe nó ngũ trần, ngũ dục v.v. thì cái con số 5 đó, nó chỉ cho 5 điều liên quan đến căn cảnh và thức của mắt tai mũi lưỡi thân, hay là sắc thinh khí bị xúc, hay là thị giác, tính giác, khứ giác, vị giác, xúc giác. Dạ, yeah. Cái nhóm này là nhóm đi chung với nhau, tại vì có tương đối là có chung một cái đặc tính. Bây giờ thì sau khi chúng ta nói về cái sự phân loại của hai cái diễn trình chính, là diễn trình qua ngũ môn và diễn trình qua ý môn đó, thì chúng ta phải đi qua một cái chuyện mà có vẻ nó hơi đi lạc đề một chút. Dạ, nó hơi lạc đề một chút, tức là những cái yếu tố của giác quan. Tại sao chúng ta phải nói về những yếu tố của giác quan? Là bởi vì dựa trên những yếu tố này, chúng ta mới có cái sự phân loại của các cái diễn trình tập. Dạ, thành ra ở đây chúng ta phải đề cập đến. Dạ, không đề cập đến đôi khi phóng vật cũng hơi khó hiểu. Thí dụ như chúng ta nói là ấn tượng mạnh, ấn tượng rất mạnh, ấn tượng mạnh, hay là ấn tượng yếu kém, ấn tượng rất là yếu kém và vân thì chúng ta phải đề cập đến các yếu tố này. Những yếu tố đó là gì? Những yếu tố đó thí dụ như khi mà mình nói về thị giác á, thì thị giác là cái biết của mắt hay là nhận thức cảnh sắc, nhưng mà cái biết này không có đơn thuần, không có đơn thuần chỉ là mình mở mắt ra mình thấy. Nhưng mà kỳ thật nếu nghĩ, nếu mà chúng ta qua kinh điển mà chúng ta xác lại cho kỹ đó, thì phải có tối thiểu phải có 4 yếu tố. Chúng tôi nói tối thiểu phải 4 yếu tố, tại vì chúng ta chưa đề cập đến cái nghiệp, cái duyên, chúng ta chưa đề cập đến những yếu tố trực tiếp gắn tiếp, mà chúng ta nói là những yếu tố ác có và đủ. Thì trước nhất là phải có thần kinh nhãn. Thần kinh nhãn tức là cái đồng tử ở bên trong con người của chúng ta, chúng ta thường biết là cái lens, cái optical lens ở trong con mắt chúng ta, nơi mà nó đón nhận cái ánh sáng từ bên ngoài vào. Và rồi ngoài cái đồng tử, hay là chúng ta gọi là thần kinh nhãn đó, thì phải có cảnh sắc. Cảnh sắc tức là cái gì đó, ví dụ như vuông, tròn, dài, ngắn, lớn, nhỏ, vân vân, đó là về cảnh sắc. Nhưng mà cảnh sắc, có thần kinh nhãn, cảnh sắc rồi, thì nó phải có một cái điều kiện gọi là điều kiện môi giới hay điều kiện môi sinh. Trong trường hợp với cảnh sắc thì đó là ánh sáng. Và ánh sáng, ánh sáng ở đây đó giúp cho chúng ta thấy được. Và bây giờ thì những cái ngành mà nghiên cứu về quang học đi rất là xa. Thí dụ như là chúng ta biết rằng không có ánh sáng thì chúng ta không thấy được. Do đó những cái kính mà nhìn ban đêm á, thì nó có một cái phần sự là nó khuếch đại những ánh sáng ra. Ánh sáng mờ mà đưa qua đó, nó khuếch đại lớn ra. Thật ra do nó khuếch đại lớn ra, nhờ ánh sáng mờ mờ khuếch đại lớn á, chúng ta thấy được cảnh vật ban đêm. Hay là người ta có những cái dụng cụ để nhìn thế giới này qua cái quang tuyến X, hay là cái tia cực tím ultraviolet, như là hai kiếm kính rất là nổi tiếng của NASA, đó là viễn vọng kính Hubble và viễn vọng kính Chandra. Thì cho dù là chúng ta nói tới tia cực tím, hay là tia X quang, hay là chúng ta nói tới ánh sáng mà nhìn bằng mắt bình thường của chúng ta, thì ánh sáng nó là một cái môi sinh, nó là một cái điều kiện để chuyển tải, và cái cảnh đó không có thì không được. Nhưng mà rồi nó phải có thêm một cái điều nữa, chúng ta gọi là sự chú ý. Dạ, sự chú ý. Sự chú ý này đó, ở trong tiếng Anh chúng ta gọi là focus, là một sự tập trung vào cái gì đó. Cũng ngồi ở trong xe, cũng đi trên con đường. Và ở trên con đường cũng có một cảnh tượng là những cái hoa bằng lăng nở. Nhưng mà có những người, cái tâm rất là hờ hững. Họ đang nghĩ đến một cái tô hủ tiếu sắp ăn,
hay là họ bụi nghĩ đến một cuộc vui gặp bạn bè, thì cứ ngồi trên xe đó, nhưng mà những cái bằng lăng nó không có làm cho họ chú ý. Lát nữa vào trong quán ăn có mấy người hỏi rằng hồi nãy bạn có thấy cái bằng lăng không, nó ồ tôi không để ý, không biết đấy. Thật ra sự chú ý là rất là cần thiết. Thì như vậy chúng ta thấy rằng một cái gọi là thị giác tối thiểu nó phải có bốn cái yếu tố không thể có, không thể thiếu được. Dạ, sẽ được bị buộc. Tôi phải có bốn yếu tố cần thiết được, đó là thần kinh nhãn, đó là cảnh sắc, đó là ánh sáng và sự chú ý. Dạ, bốn yếu tố này bắt buộc là chúng ta phải có. Đối với cảnh thinh thì chúng ta biết là phải có thần kinh nhĩ. Thần kinh nhĩ tức là một cái thần kinh mà có dạng giống như lông bông cừu, nằm ở trong màng nhĩ, ở trong lỗ tai chúng ta. Và trong màng nhĩ đó, nó cảm biến được cái vi ba của âm thanh. Và nhờ như vậy, nó truyền về bên trong cho chúng ta biết rằng đó là giọng nam, giọng nữ, dùng trầm, dùng bổng, đều giải thích như thế nào đó thì giải thích. Thì thưa quý vị, ngoài thần kinh nhĩ âm thanh đó thì cần một cái khoảng không. Dạ, khoảng không. Cái khoảng không này á, tức là một bức tường hay một cái chắn, một cái tre, nó tạo thành những cái ngăn. Và nếu có những cái những cái che chắn như vậy đó thì chúng ta không nghe rõ âm thanh ở bên ngoài. Đó là lý do tại sao có nhiều khi mình ở trong phòng mình nói chuyện, người ngoài không nghe được. Hay là những căn nhà mà có cái cách âm nó quá lớn đó thì chúng ta không nghe được âm thanh. Hiện tại bây giờ ở tại Hoa Kỳ và nhiều nước Âu Châu đó, ở chung quanh các xa lộ đó, người ta hay dựng lên những bức tường cách âm, bởi vì cái lưu lượng mà xe cộ ở trên đường nó quá nhiều, mà do vậy nó tạo thành những âm thanh. Những âm thanh này có cái hại đến sức khỏe của người dân, vì vậy họ chặn lên những bức tường. Những bức tường nói chúng ta điều gì? Là đó là những bức tường cách âm. Và như vậy đó, là để chúng ta thể nghe thì chúng ta cần khoảng trống. Và một cái bức tường cách âm nó sẽ khiến cho ngăn lại cái âm thanh và chúng ta không nghe rõ. Nhưng mà nếu chúng ta nói mà ở trong cái khoảng trống không có gì ngăn ngại thì thường thường chúng ta nghe rõ hơn. Trên phương diện vật lý thì chúng ta hiểu rằng âm thanh đó, đó là những cái vi ba chấn động và những cái làn sóng chấn động, và những làn sóng này nó có đi xa được thì nó không có bị ngăn ngại bởi những cái vật thể mà nó rắn nhiều, cái sự độ đậm đặc nó nhiều, thì cái khoảng trống là cái rất cần cho âm thanh. Thì cũng như là thị giác á, thì thính giác cũng cần chú ý. Thính giác chú ý, do đó chúng ta chỉ gọi là lóng tai nghe, hay là khi mà những người tiếng Phật đến gặp Đức Phật mà Đức Phật giảng điều gì, người này hãy lắng nghe và suy niệm kỹ. Nhiều khi ở trong một nơi mà có nhiều tạp âm, chúng ta phải có sự lắng nghe, lóng tai lắng nghe tức là hướng sự chú ý chúng ta vào cái gì đó thì chúng ta mới nghe rõ. Nếu không có sự hướng tâm chú ý, đôi khi âm thanh đó đến đi chúng ta không để ý nhiều. Chúng tôi có lần ở trên một ngôi chùa Chicago, ngôi chùa rất cũ, và ban đêm đó, thì tôi tưởng về không bị chửi chùa đó. Và lúc bây giờ thì chúng tôi có nghe được rất là nhiều âm thanh, như là âm thanh của tủ lạnh, âm thanh của cái sườn nhà khi mà trời mùa đông nó lạnh, và do cái độ nóng lạnh của thời tiết có nhưng những âm thanh cũng đặc biệt thưa quý vị. Và ngay cả cái hệ thống nước kéo nhà cầu nó cũng tạo ra nhiều âm thanh cũng lạ lắm, mà ban ngày thì chúng ta không có nghe, là chúng ta không để ý. Ở trong cái sự vắng lặng á, những âm thanh nó nổi lên, chúng ta chú ý nhiều, chúng ta nghe và chúng ta biết cái đó là âm thanh của tủ lạnh, cái âm thanh của cái này cái kia vân vân, thì sự chú ý nó cũng cần. Đối với
khứu giác, thì ngoài cái thần kinh tỷ, được ví dụ giống như là cái móng chân con lừa nằm ở bên trong cái khoang mũi của mình đó, thì chúng ta cần có cảnh khí, tức là mùi, mùi thơm, mùi thối gì đó. Và chúng ta cần có gió. Và gió tức là một cái sự chuyển đổi của không khí. Đôi khi chúng ta cảm thấy được. Và gió mới đưa đưa các mùi đi. Và giống như chúng ta nghe trong câu Kinh Pháp Cú là mùi hương trầm chỉ bay xuôi gió, nhưng dưới hương khắp ngõ ngược chiều. Thì mùi hương trầm chỉ bay xuôi gió, tại là mùi nó đi theo gió. Khi mà chúng tôi ở bên Thái Lan đó, người ta có cái cách hướng dẫn cho các vị tu sĩ hay là các cái hành giả tu tập thiền về địa mục tử thi, thì họ dặn là phải đứng trên gió. Và đứng trên gió thì nó bớt mùi đi, đứng dưới gió thì mùi nó nhiều. Tại là gió là cái điều kiện môi giới rất là cần để chuyển chuyển vận cái mùi. Và dĩ nhiên là có sự chú ý. Bây giờ thì chúng ta nói đến thiệt thức hay là chúng ta nói đến vị giác, cũng như những cái giác quan trên, vị giác cần có cái thần kinh thiệt, tức là lưỡi. Được ví dụ như là đầu lông con nhím ở trên lưỡi, lúc nào quý vị le lưỡi, quý vị thấy trên lưỡi mình chúng ta có một nhỏ nhỏ đó, những cái mục nhỏ nhỏ đó là vị giác của chúng ta. Trên xin lỗi, đó là thần kinh thiệt của chúng ta, thần kinh thiệt. Rồi phải có cảnh vị. Cảnh vị tức là chua tai, chua cay, mặn ngọt. Nhưng mà cảnh vị đó được được chuyên chở như thế nào để khiến cho cái thần kinh thiệt có thể nếm được? Chúng ta nói đến nước. Dạ, nước tức là cái chất mỡ trong đó nó chuyên chở cái vị mặn ngọt, chua cay. Mà do không có nước thì cái thần kinh thiệt chúng ta không có tiếp xúc được với các vị. Dạ, tại ra nước là cần. Và rồi một lần nữa là sự chú ý. Dạ, sự chú ý. Chúng tôi nhớ có một lần đọc một câu chuyện là có một người trong một cơn giận bím môi. Và trong cái cơn giận bím môi đó thì họ cắn cái môi, cắn lưỡi gì đó mà máu chảy. Nhưng mà người này không hay. Cho đến khi cái công việc qua rồi đó thì bắt đầu mới nghe có cái vị mặn. Mặc dù cái vị mặn đã có từ bao giờ, nhưng mà lúc đó mới biết là ở trong miệng mình có máu. Thì thưa quý vị, dĩ nhiên là khi vừa cắn lưỡi hay cắn môi thì đã có máu rồi, nhưng mà lúc đó do bị chi phối bởi cảnh tượng ở bên ngoài, một người thân mình bị đánh đập. Nhưng mà rồi sau đó, cái cơn qua rồi thì mới bắt đầu biết là ở trong miệng mình có máu. Thì ở đây cho dù cái vị nó hiện hữu, nhưng mà chúng ta không có sự chú ý, nhiều khi mình lại không có nhận ra, và không nhận ra là cái cảnh vị đó. Thật ra một lần nữa cũng phải có sự chú ý. Và rồi chúng ta nói xúc giác. Dạ, xúc giác. Cái xúc giác là cái gì mà chúng ta nhận thức được qua cái sự xúc cảm. Ví dụ như là lạnh, nóng, cứng, mềm. Đó là cảnh, tức là chỉ có điều là thần kinh thân á, thần kinh thân á thì được xem là khắp cả châu thân của mình. Thí dụ như chúng ta cắt móng tay mà mình phạm phải cái gì đó nó đau, thì ở trên đó chúng ta thì cảm nhận được là thần kinh thân. Hay hoặc giả là chân của chúng ta buổi tối đi đá cái gì đó đau, thì thần kinh thân cũng hiện diện. Thành ra thần kinh thân nó không có một cái dạng cố định, mà nó khắp cả châu thân của mình. Rồi cảnh xúc. Cảnh xúc ở đây quý vị thấy chữ thô phù của địa đại. Chữ thô phù ở đây chúng ta nói rằng cái sự nổi cộm, dạ, hoặc là mềm, hoặc là cứng chẳng hạn. Cái đặc trưng của địa đại. Dạ, địa đại nó rất là cần để chúng ta có được cảnh xúc, tức là mềm, cứng, nóng lạnh, v.v. Rồi dĩ nhiên phải có sự chú ý. Đó. Bây giờ đó, thì khi mà phân về các cái lộ, các diễn trình tâm, mà gọi là diễn tâm siêu văn ngũ môn đó, thì chúng ta thấy rằng có bốn cái diễn trình tâm. Một là ấn tượng rất mạnh. Ấn tượng rất mạnh là khi nào mà
cả bốn cái yếu tố cho mỗi cái giác quan mà đề cập đó, mà nó có mặt rõ nét, mạnh, đầy đủ. Ví dụ như là khi mà nói về lỗ nhãn môn, nhãn môn thì con mắt rất là sáng, chứ không phải mắt mờ, mắt rất là sáng. Rồi cái hình ảnh rất là rõ nét, không phải là hình ảnh bị phủ lớp sương mờ, và ánh sáng rất là tốt, không phải là ban đêm hay là bình minh, rạng đông hay chạng vạng, mà khi giữa trưa ban ngày chẳng hạn, ánh sáng rất là tốt. Và sự chú ý thì lúc bây giờ chúng ta có cái ấn tượng rất là mạnh, rất là mạnh. Cái đó gọi là ấn tượng mạnh. Chúng tôi không dùng chữ cảnh đó, là bởi vì chúng quý vị đọc lại quý vị thấy rằng cảnh chỉ là một trong bốn yếu tố. Chúng ta nói là cảnh lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ đó, thì nghe chữ cảnh đó, thì mình chứng tưởng là một yếu tố. Thật ra ở đây nó bốn yếu tố. Thật ra thay vì dùng chữ cảnh, chúng tôi dùng chữ ấn tượng. Và chúng tôi cũng không dùng lớn nhỏ, tại vì lớn nhỏ liên quan đến kích thước. Mà cái kích thước ấy, thì nó lại thuộc về về cảnh sắc. Chúng ta không có nói về cảnh thinh là kích thước, mà nói về cả âm lượng, hay là chúng ta nói cảnh khí, đôi khi chúng ta không có đo được bằng cái kiểu lớn nhỏ. Thay vì nói cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ, thì chúng tôi dùng cái chữ gọi là ấn tượng mạnh, ấn tượng rất mạnh, ấn tượng mạnh, ấn tượng yếu và ấn tượng rất yếu. Thế ấn tượng rất mạnh ở đây là khi nào bốn pháp này có đầy đủ. Nhưng mà khi mình nói là một ở trong bốn cái điều kiện mà nó bị yếu, thì cái ấn tượng đó nó có thể là gọi là ấn tượng mạnh thôi, chứ không có gọi là rất mạnh được. Thí dụ như là mắt thì rất tỏ, âm thanh cũng tương đối lớn, và ánh sáng cũng tốt, nhưng mà cái sự chú ý không có nhiều, thì cái cảnh nó cũng tương đối là nó không có rõ lắm. Một ở trong bốn cái yếu tố đó mà nó yếu đi đó, thì nó không gọi là cảnh, gọi là ấn tượng mạnh được, mà chỉ là ấn tượng rất mạnh được, mà nó chỉ là ấn tượng mạnh thôi. Nhưng mà nếu nhiều yếu tố ở trong bốn yếu tố đó, nhiều yếu tố tức là hai yếu tố hoặc ba yếu tố mà nó thiếu vắng, thì gọi là ấn tượng yếu. Nhưng mà cả bốn yếu tố đều thiếu kém hết thì được gọi là rất yếu. Thì bốn cái ấn tượng này đó, nó tạo nên bốn cái thứ lộ tâm khác nhau mà khi nãy thì Thượng Tọa Thiền Sư có đề nghị là sẽ giảng trong bài ngày hôm nay. Thì thật ra chúng tôi muốn là bài học thứ năm này mình lấy một cái diễn trình tâm thức, gọi là diễn trình cảnh ấn tượng rất mạnh, để giảng trước, và sau đó chúng ta sẽ giảm bớt đi, thì chúng ta sẽ thấy những sau. Nhưng mà bởi vì Thượng Tọa Trời Siêu vừa đề nghị khi nãy là chúng ta nên nói rõ thêm phần này, thật ra hôm nay nhân Thượng Tọa ở đây xin kính thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ tiếp theo với cái đề nghị của Thượng Tọa. Chúng ta học như vậy cũng rất tốt, thưa quý vị, học rất tốt. Và sau cái phần giảng của Thượng Tọa Thiền Sư thì chúng tôi sẽ trở lại tiếp tục với bài học ngày hôm nay. Bạch Thượng Tọa Thiền Sư, Thượng Tọa có trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Thiền Sư nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa khoan kỹ tiếp theo bài giảng mà khi nãy Thượng Tọa có đề nghị. Một nữa xin được hỏi Thượng Tọa Thiền Sư, Thượng Tọa có nghe rõ không? Có lẽ Thượng Tọa Thiền Sư không có mặt ở trước máy, thưa quý vị. Bây giờ quý vị chờ chút xíu. Khi mà chúng ta học về những cái yếu tố mà khiến cho các cái giác quan nó
với cái ấn tượng mạnh đó, thì chúng ta nhận ra một điều rằng cũng thời là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nhưng mà mỗi một cái sinh loại, mỗi một loài mắt, tai, mũi, lưỡi, thân khác nhau. Thí dụ như là con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chư thiên ở cõi trời Đau Lợi thì rất khác với chúng ta. Và mắt, tai, mũi, lưỡi của chúng ta rất khác với loài chó. Mặc dù nó cũng có thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Và nó tùy theo cái chủng loại mà nó tạo nên cái gọi là những cái sắc thần kinh đó. Chúng ta tạm gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân khác biệt không giống nhau. Bên cạnh đó, đó thì những quý vị quan hệ trợ, chúng tôi được biết là Thượng Tọa Từ Siêu có mặt ở trước máy rồi. Bạch Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa có cảm biết được không? Sư Tuệ Tri ơi, sao sư thấy sư? Kính cung kính Thượng Tọa Từ Siêu. Nãy giờ thỉnh nhưng mà chắc Thượng Tọa Từ Siêu không nghe được. Kính thưa Thượng Tọa Từ Siêu. Thường thường thì cái giờ đầu sư để giảng, sư bình tưởng đôi là sư để giảng tới 9 giờ. Cho nên mới canh cái giờ đó thôi. Nhưng mà không ngờ sư để bữa nay sư để nghỉ sớm quá. Bây giờ để nói tiếp theo cái phần đó thì thú vị. Cũng như khi nãy chúng tôi nói có trình bày đó, khi mà chúng ta học về lỗ tâm, về diễn trình tâm, thì chúng ta phải tìm hiểu trước những cái vấn đề có các khía cạnh có liên quan. Nhưng mà trong cái khía cạnh liên quan đó, đó thì nếu như hôm nay mà chúng ta chưa có học về các tâm lộ, có phải nhớ là lộ tâm là nói về cái diễn trình mà tâm sẽ khởi lên tiếp nối. Nhưng mà nói tâm lộ tức là trong một cái diễn trình đó nó có bao nhiêu chặng, có bao nhiêu thứ. Có chặng ở đây tức là có bao nhiêu sát na đó, có bao nhiêu sát na khởi lên trong một lộ tâm. Chúng ta phải chuẩn bị cái đó. Rồi cái hình thức của cái một cái lỗ tâm đó mà nó có liên quan đến bài học hôm nay là mà Thượng Tọa Giới Đẳng gọi là bốn ấn tượng. Thì ở đây thưa quý vị, vì chúng ta chỉ nói xuông qua là khi cả bốn yếu tố tăng cảnh và môi sinh và sự chú ý đều đầy đủ, gọi là cảnh rất lớn hay là ấn tượng rất mạnh. Chúng ta nói như vậy thì người ta không có liên tưởng được, cho nên chúng ta phải nói thêm một cái mà khi nãy trong cái lời dẫn nhập chúng tôi có trình bày đó, tức là bốn dạng lộ tâm ngũ môn, diễn trình tâm ngũ môn. Vì cái cảnh rất lớn, chúng tôi quen xài cái chữ đó,
cái cảnh rất lớn đó, thì nó chi phối cái lộ tâm của môn, xảy ra sau khi động lực đủ bảy sát na rồi đó, thì cảnh còn dư, cho nên sẽ có hai cái tâm na cảnh ta đa la bát á để dư hưởng cái cảnh đó. Cho nên đối với cảnh rất lớn thì phải là cái lộ tâm chót na cảnh, chúng ta gọi chót na cảnh chữ antaka là chót, ta đa lâm antaka tức là chót na cảnh. Cũng có trường hợp cái lộ tâm, lộ ngũ môn mà cảnh rất lớn hay là có ấn tượng rất mạnh đó, thì nó lại là chót động lực, gọi là chót quanh năng tắc á, chót quanh năng tắc á tức là chót động lực, là tận cùng là động lực rồi chìm vào hồ kiếp. Nhưng mà chúng ta lưu ý là dù nếu mà chúng ta nhìn thấy một cái diễn trình tâm ngũ môn mà nó chót na cảnh thì chúng ta biết chắc chắn đó là cảnh rất lớn. Nhưng nếu như một cái lộ trình tâm ngũ môn mà chót na cảnh á, mà chót động lực á, thì trong trường hợp này chúng ta chưa khẳng định là cảnh rất lớn hay là cảnh lớn thường. Bởi vì cảnh lớn thường là tới chót động lực là cùng, nhưng cảnh rất lớn cũng vẫn có chót động lực. Thế thì làm sao chúng ta phân biệt được? Thì chúng ta phân biệt từ lúc nó cảnh đến, lúc khởi đầu khi mà cảnh xuất hiện, năm cảnh xuất hiện, sắc thinh khí vị xúc, mà ấn tượng rất mạnh thì lúc đó cái dòng hộ kiếp nó chỉ khởi lên có một cái ati tát thao quan gác, chỉ một cái tâm hộ kiếp vừa qua thôi, đến hồi kiếp rút động, hồi kiếp dứt dần, bắt đầu bước vào cái diễn trình tâm khách quan. Nhưng mà nếu như một cái trường hợp diễn trình tâm ngũ môn cảnh lớn, ấn tượng chỉ mạnh vừa đủ, thì nó cũng chót động lực, nhưng mà nó lại xảy ra từ 2 cho đến 3 hồi kiếp vừa qua, à tì tấp pha quần ngã. Và nếu một cái diễn trình tâm ngũ môn cảnh nhỏ hay gọi là ấn tượng yếu thì nó chi phối lộ trình tâm, không xảy ra tới na cảnh hay động lực đâu. Nó chỉ là hai, nó chỉ đến cái chặng gọi là phân đoán của tâm bản ác hay là đoán định. Và trong trường hợp này thì khi mà cảnh xuất hiện một kiếp vừa qua, nó xảy ra nhiều chập hộ kiếp vừa qua, từ 4 cho đến 9 hộ kiếp vừa qua, nó mới đi vào cái diễn trình tâm khách quan, khai ngũ môn,
ngũ sụn thức tiếp thu, quan sát, rồi phân đoán. Tới phân đoán thì nó chìm vào hộ kiếm trở lại. Đó là hình thức của diễn trình tâm ngũ môn mà cảnh nhỏ, đối tượng yếu, ấn tượng yếu. Còn khi mà diễn trình tâm ngũ môn ấn tượng rất yếu, ati paritta ramana, tức là cảnh rất nhỏ, nó chỉ là thoáng qua, cảnh sắc thinh khí vị xúc nên hiện thoáng qua thôi, thì như vậy nó chỉ đủ làm cho cái dòng tư tưởng, cái dòng tiềm thức, cái tâm tiềm thức là tâm hộ kiếp, nó bị rúng động, rúng động, rồi nó trở lại hộ kiếp bình thường. Cái sát na rúng động được gọi là phát quan gác chà la nát, sát na hộ kiếp rúng động. Và trong trường hợp này thì tâm khai ngũ môn, tâm hậu kiếp vừa qua đó, nó lại diễn ra từ 10 cho đến 14 cái sát-na tâm hậu kiếp vừa qua, và thêm cái 3 sát-na tâm rúng động. Như vậy là đủ, không có xảy ra một cái vừa qua, không xảy ra cái lộ tâm khách quan. Mặc dù không có diễn ra lộ tâm khách quan thì chúng ta không biết làm sao gọi là lộ ngũ môn cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Nhưng mà Ngài Hòa Thượng Định Sự Ngài nói rằng thì chỉ biết nó là như vậy thôi, biết là hễ có cảnh thì nó bị dao động, cũng như trong đời sống hàng ngày của chúng ta có những lúc có những âm thanh rất nhỏ nghe thoáng qua, gần như là chúng ta không có chú ý, không có biết đến, hay con mắt chúng ta từ sáng thì để chúng ta cứ mở nhìn, nhưng mà đều có cái khi nào mà chúng ta có sự tác ý thì cảnh nó mới hiện ra rõ, còn mà không thì nó mắt chúng ta chỉ biết đó là ánh sáng ở phía trước như vậy thôi. Thì cái cảnh này nó yếu, nó làm cho cái tâm hộ kiếp rung động, giống như là mặt nước trên con sông. Mặt nước khi nào mà có gió thì nó mới nổi lên những cái cơn sóng và những cái cơn sóng đó nó ập vào bờ, nó xô đẩy vào bờ. Còn khi mà không có gió, mặc dù trời lặng yên, nhưng mà mặt nước trong hồ hay là trên sông bao giờ nó cũng có cái sự lăn tăn. Cái sự lăn tăn bởi vì là chất lỏng cho nên nó bị rung, nó bị rung động cái mặt nước thôi, chứ nó không phải là cơn sóng. Cũng như khi mà cảnh đến rất nhỏ, nghĩa là ấn tượng rất yếu, thì trong trường hợp này nó chỉ làm cho cái tâm hộ kiếp bị dao động, bị dao động. Và như vậy thì chúng ta cũng cần phải hiểu rằng chính do diễn trình tâm ngũ môn mà nó bị chi phối bởi bốn cái thứ ấn tượng hay là bốn loại cảnh. Cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ. Nên hình thức của lộ tâm
ngũ môn, nó sẽ là chót na cảnh, chót độc lực, chót phân đoán và chót rúng động, bốn cái đó. Và nếu mà chúng ta tính ra đó thì cảnh rất lớn, nó hai hình thức chót na cảnh và chót động lực chỉ với một hộp khí vừa qua, cho nên nó có đến 10. Bởi vì tính theo 5 môn mà nhân cho 2, 2 lời chót, 2 lời hình thức tận cùng thì có 10. Còn cảnh lớn đó thì nó chỉ có một là chót động lực. Nhưng mà chót động lực đó nó là diễn ra từ 2 đến 3 hộp khí vừa qua. Như vậy thì nó cũng là 10. Còn nếu như từ 4 đến 9 6 trường hợp, 4 đến 9 là 6 trường hợp, 4 đến 9 hộp khí vừa qua thì 6 trường hợp, dâng cho 5 cảnh mà chót đoán định thì chúng ta có 5, 6, 30 lộ. Còn nếu mà lộ ngũ môn mà cảnh rất nhỏ hay là ấn tượng rất rất yếu thì ở đây nó diễn ra từ 10, 11, 12, 13, 14, 5 trường hợp chót rúng động, 5 trường hợp chót rúng động, mà tính theo ngũ môn thì là 20. Như vậy thì chúng ta cứ tính ra, tính tới tới lui như vậy thì cũng có nhiều đó thưa quý vị. Kể ra thì nó còn dài dòng lắm. Nó tới lộ ngũ, lộ diễn trình tâm ngũ môn, nếu mà tính theo cái bản đồ lộ tâm mà khi nãy Thượng Tọa Giới Đẳng có nhắc, hồi xưa mà Ngài Hòa Thượng Đến Sự Ngài làm cái biểu đồ á, biểu đồ lộ tâm in ở trên một cái tờ giấy trắng lớn, từng lộ như vậy thì tính ra nó có tới 120 lộ tâm, 120 lộ ngũ môn. Quý vị thấy kinh khủng. Trong đó có 20 lộ cận tử và 100 lộ thì thuộc lộ bình nhật, lộ tâm bình nhật. Chắc có lẽ là cái này chúng ta, trong cái giáo trình này chúng ta học, Thượng Tọa Giới Đẳng sẽ cho chúng ta đi qua cái này chứ không có kể tính chi. Bởi vì như vậy thì quý vị sẽ lộn xộn khó nhớ lắm. Sở dĩ mà chúng tôi nhớ rõ là lý do vì từ xưa đến giờ khi mà chúng tôi dạy về cái giáo trình thắng pháp ở lớp ở ngoài, chúng tôi dạy trở đi trở lại lộ trình tâm này không biết là bao nhiêu lần, không biết là bao nhiêu năm, cho nên dạy riết rồi chúng tôi thuộc lòng, chúng tôi quen đi. Còn khi mà ở trong giáo trình này chúng ta học chỉ học phớt qua chứ chúng ta không có học trở đi trở lại, do đó quý vị cũng khó nhớ đó. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến chính tâm vị trí hay là cái diễn trình tâm hoặc là cái lộ trình chữ vị trí, là cái con lộ, là cái đường lộ, là cái lối đi, và Ngài gọi là lộ trình
lộ trình, một cái lộ trình tâm. Thì ở đây lộ trình tâm nó sẽ diễn ra, diễn qua sáu môn, tức là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, môn thân môn và ý môn. Khi mà mắt thấy cảnh sắc, thì những cái tâm mới, tâm khách quan, nó khởi lên và nó có cái sự trình tự sanh khởi từng sát na tùy theo cái chức năng, cái chá của mỗi tâm đó. Và nó còn bị chi phối bởi những cái đối tượng, tức là cảnh và tác động đến tâm. Cảnh này, cảnh sắc, nó làm cảnh duyên, nó trợ cho cả một trình tâm sinh khởi. Nhưng mà khi nó trợ cho tâm ngũ sinh thức á, cho tâm nhãn thức, như cảnh sắc trợ cho tâm nhãn thức, thì trong trường hợp đó, gọi là cảnh duyên. Nó trợ cho các cái tâm khác cũng là cảnh duyên, nhưng mà cảnh duyên đó nó bất định thôi. Thí dụ như tâm tham, tâm sân, tâm si, chúng ta cũng biết được cảnh sắc. Nhưng có khi biết cảnh sắc, khi biết cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, do đó nó biết bất định. Cái trường hợp khi chúng ta học chi tiết về cái diễn trình tâm thì chúng ta sẽ nhận thức rõ hơn. Ở đây thì vì hạn chế ở bài học, chúng ta chỉ học đến chừng đó và nói chừng đó thôi. Nếu mà nó nhiều quá, nó mênh mông quá, quý vị sẽ không nhớ, không biết, cứ phải lặp đi lặp lại như thế đó. Cho nên bài học hôm nay chúng ta chỉ học có chừng này. Nếu mà nói thêm cái khác là, thì vậy nó ở ngoài cái, ngoài cái giáo trình, cho nên chúng tôi không nói thêm nữa. Không biết là giờ này Thượng Tọa Giác Đẳng có thể trở lại và chia sẻ thêm những cái gì mà Thượng Tọa cần nói hay không. Sư huynh hết ý kiến được. Sa thú cái chương thư tập thư siêu. Bất thư tập thư siêu nhưng thư tập còn ở trước máy đó. Thì xin cái thính thư tập thư siêu khoan nghĩ giảng cho điều này là có đôi khi chúng ta nghĩ rằng trong cái thế giới của nội tâm đó, là năm cảnh đó, nó không có quan trọng. Sắc thinh thí vị xúc không có quan trọng. Nhưng mà chúng ta đọc vào ở trong kinh tạng thì chúng ta nghe Đức Phật Ngài nhắc nhiều về năm dục trưởng dưỡng. Như vậy thì
ở trong Tấn Pháp có coi nặng về cái vai trò của năm cái dục trưởng dưỡng hay không, tức là năm cảnh được biết đến bởi ngũ sâu thức hay không. Nếu có người nào nói rằng ở trong Kinh Tạng thì nói nhiều về ngũ trần, ngũ dục, năm dục trưởng dưỡng, còn Thắng Pháp thì xem nhẹ cái chuyện đó, thì chúng ta có nên nói như vậy hay không, và nói như vậy có chính xác hay không, thì xin thỉnh ý kiến của Thượng tọa Thiền sư. Kính bạch Chư Tăng, thưa quý vị, nếu một người mà thông suốt cả về Kinh Tạng và Thắng Pháp thì chúng ta không có phủ nhận được. Vì sao vậy? Vì ở trong Kinh Tạng đó, là nó sâu xa về nghĩa lý. Sutanto Athagampiro, cái nghĩa lý ở đây đó, tức là Đức Phật Ngài trình bày cho biết là cái sự tu tập cần phải chế ngự được những cái phiền não, mà những cái phiền não đó lại phát sinh do cảnh. Nhưng mà cảnh xấu á, thì nó bị chi phối tâm của chúng sanh, nó ít hơn là cảnh tốt. Cảnh tốt ở đây tức là sắc đẹp, tiếng hay, người thô, vị ngô, xúc lạc, mà gọi là kamakuna, mà Ngài Hòa Thượng Minh Châu Hòa dịch là dục trưởng dưỡng. Hồi xưa thì Ngài dịch là dục công đức, nhưng mà sau này dịch là dục trưởng dưỡng. Năm cảnh đẹp, năm cảnh đẹp nó chi phối tâm của chúng sanh, nó làm cho tham ái sinh khởi, mạng và kiến sinh khởi. Chúng ta nhớ là ái, mạng và kiến, ba cái phiền não này gọi là papancha, là hệ lụy, mà Ngài Minh Châu Ngài dịch là khí luận. Vậy là chữ chữ papancha vậy là hí luận. Không biết tại sao, tại sao trong chữ Hán vậy là hí luận, chứ đúng ra chữ tham ái tham tanh ha mạng mana và kiến papancha gọi là hệ lụy. Thì ở đây vì rằng khi năm cảnh đẹp, năm cảnh tốt đó, mà mình không có tu tập, không có thu thúc, mà cứ để gọi là thả cửa đó, thả cửa, mắt thấy cảnh sắc thoải mái, tai nghe tiếng thoải mái, mũi ngửi mùi thoải mái, lưỡi nếm vị thoải mái, thân xúc chạm thoải mái, thờ như vậy thì ba cái hệ lụy này
nó sẽ khởi sanh lên và làm cho hành giả bị chặn đứt cái sự tu tập. Cái đó là chưa nói đến, nó đưa đến cái sự tai họa adinawa. Bởi vậy cho nên phải thu thúc. Nhưng mà ở đây đó, trong kinh tạng vẫn có đề cập đến cảnh sống chứ. Như khi Đức Phật nói cái vấn đề mà thu thúc lục căn, thì Ngài nói rằng: này các tỳ kheo, vị tỳ kheo khi mắt thấy cảnh sắc, không nắm tướng chung, không nắm tướng riêng, vì nguyên nhân thấy mà tham ái ưu vi sinh khởi, thì vị đó sẽ phòng hộ con mắt, thu thúc nhãn căn để làm cho tham ái ưu vi không sinh khởi. Chỉ chữ tham ái ở đây á, chữ apichha và dominassa, tham ưu, thì chữ ưu ở đây đó là chỉ cho hai tâm khi gặp cảnh xấu, vì do không có sự thu thúc mắt tai mũi lưỡi thân mà khi mắt tai mũi lưỡi thân thấy cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc tốt thì tham sinh khởi, mà khi thấy nghe ngửi nếm đụng cảnh xấu thì ưu sinh khởi, thì tâm sân sinh khởi. Và được nhắc đi nhắc lại cái chỗ đó trong khi ở trong thắng pháp, thì vì trong thắng pháp Aphithammo Sattvava Gamphiro, Gamphiro tức là thắng pháp sâu xa về thực tính, tức là phân tích. Thí dụ như bây giờ ở trong kinh tạng thì phân tích sắc thinh khí vị xúc, nó là miếng mồi của ma, miếng mồi của ma, nó làm cho cái hệ lụy sinh khởi, tức là phiền não sinh khởi, cần phải tu tập thu thúc để mà diệt trừ cái đó, không để ngăn chặn không cho cái hệ lụy sinh khởi. Thì nói như vậy là nói trong cái nghĩa lý tu tập. Còn ở trong thắng pháp thì quý vị phân tích kỹ hơn chút xíu, kỹ đến mức độ mà quý vị biết rằng khi nãy chúng tôi nói với quý vị một cái con số đâu phải chỉ đơn giản là cảnh đến với mắt tai mũi lưỡi thân, nó chỉ đơn thuần là hai cái phạm trù đẹp và xấu, nó không phải chỉ đơn giản vậy, mà nó còn có cái trường hợp theo thắng pháp đó, thì cảnh rất lớn, Atimahanta Ramana, cảnh lớn Mahanta Ramana, cảnh nhỏ Parita Ramana, và cảnh rất nhỏ Atiparita Ramana. Rồi từ cái cảnh lớn cảnh nhỏ đó nó chi phối lỗ tâm. Cái lỗ tâm có chót đa cảnh, chót động lực, chót phân đoán, chót rúng động. Và như vậy khi mà cảnh nó đến, sắc thinh khí vị xúc mà nó đến, nó có thể là có từ 1, 2, rồi 3, rồi 4 đến 9, rồi 10 đến 14 hậu kiếp vừa qua. Thì như vậy trong đời sống bình nhật là 100 lộ ngũ môn, và cận tử là 20 lộ ngũ môn. Như vậy thì lộ tâm ngũ môn mà bắt cảnh sắc thinh khí vị xúc đó, nó đến 120 diễn trình tâm khởi lên. Ở trong kinh tạng không có nói đến con số dữ dằn gì hơn, thưa quý vị. Cho nên ở đây Bồ Hoa xét lại ở
kinh tạng thì Đức Phật ngài đề cập đến tu tập thu thúc lục căn đối với dục trưởng dưỡng phải được biết có vị ngọt, có cái sự nguy hiểm và cần phải xuất ly, xuất ly khỏi tham ái đối với các dục. Nhưng mà chỉ nói cái chuyện cái khía cạnh đó thôi, còn cái khía cạnh mà phân chi ly về tâm lý thì phải nói là trong tham pháp rất nặng về vấn đề này, phân tích kỹ lưỡng đó thưa quý vị. Cho nên chúng ta phải học hết cả hai kinh tạng và thắng pháp, như vậy thì chúng ta mới có thể hiểu được, chúng ta mới hiểu được và sau đó chúng ta tu tập thiền quán dễ lắm thưa quý vị. Nếu mà chùa vị nào mà đọc ở trong Thanh Tịnh Đạo cái phần tuệ đó thì quý vị sẽ thấy rằng khi mà chúng ta học diễn tịnh tâm trong thắng pháp đối với năm cảnh thì lúc đó chúng ta sẽ biết là lợi ích đến giường nào để mà chúng ta tu quán. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng như vậy. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thủ cái trường Thượng Tọa Thầy Sư. Mà Thượng Tọa Thầy Sư khi mà chúng ta nói về những cái yếu tố cho ngũ quan đó, thí dụ như thị giác, thính giác, khứ giác, vân vân, thì mỗi một giác quan như vậy có bốn yếu tố. Thí dụ cho thị giác thì là có thần kinh nhãn, rồi có cảnh sắc, rồi có ánh sáng, rồi có sự chú ý. Thì cái nào cũng có sự chú ý hết. Như vậy đó là hãy có sự chú ý đó, thì cái sự chi phối của năm cảnh càng mạnh. Nhưng bây giờ ở trong sự tu tập, nếu chúng ta dựa trên điều này đó, mà nếu chúng ta muốn giảm bớt cái sự chi phối của năm cảnh đó, thì mình tìm cách mình giảm bớt sự chú ý được không? Tức là mình đặt nặng cái sự chú ý qua điểm khác, thì nó có giúp chúng ta bớt đi sự chi phối của năm cảnh hay không? Kính thỉnh thì tôi khoan nghị trở lại. Điều này tất nhiên khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta đặt nặng cái sự chú ý vào điểm khác như là tùy quán vô thường của hơi thở, tùy quán khổ trong vô thường, tùy quán vô ngã trong khổ, thì lúc đó chẳng những là sẽ giảm bớt được cái sự chi phối của tâm cảnh dục trưởng dưỡng, mà chúng ta sẽ giảm bớt được cái sự chi phối của tham sân si nữa. Bởi vì khi mà đời thường người ta tác ý đến cảnh sắc nhiều, cảnh thanh nhiều, tác ý đến cảnh khí, cảnh khi mà tác ý nằm ngoài cảnh đó thì có cái chỗ sơ hở để cho tham sân si nó sinh khởi. Bởi vì cái đó giống như là chúng ta mở cửa ngõ, chúng ta mở cửa ngõ tăng quát ra thì ở ngoài là kẻ trộm nó đột nhập được. Còn khi mà chúng ta chỉ tác ý vào nội phần, cảnh nội phần, mà lại cái cảnh nội phần đó chúng ta lại tùy quán vô thường, khổ vô ngã đối với cảnh nội phần đó nữa, như là hơi thở chẳng hạn, hay là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn này, để tùy quán vô thường cái tính chất biến hoại đổi thay của ngũ quẩn,
hay là tùy quán khổ, tức là thấy cái sự sanh diệt đó nó áp bức, làm cho khởi lên cái sự khiếp sợ, cái sự kinh phục phá giác, là quán vị sự khổ. Rồi lại quán thấy duyên sanh duyên diệt của ngũ quẩn, mới biết rằng là các pháp hữu vi nó sanh khởi, nó có duyên sanh, có duyên diệt. Do cái này làm tập khởi Samudaya, cho nên cái kia nó sanh lên. Và hễ cái này đoạn diệt thì cái này, thì cái nọ nó sẽ bị diệt mất. Cứ quán thấy như vậy thì mới thấy rằng là không có một cái quyền năng nào chi phối để mà điều khiển được pháp hữu vi phải sanh như thế này, phải diệt như thế này, thì thấy nó là vô ngã. Mà tối ngày chúng ta chỉ quanh quẩn tác ý có bao nhiêu đó đó, tác ý theo đề mục và tùy quán theo đặc tính của đề mục, thì như vậy chẳng những là không có bị chi phối của năm cảnh dục tưởng dưỡng, mà nó còn giảm thiểu tối đa cái sự tăng trưởng của phiền não tham sân si này. Những là tham sân si, mà kể cả mạng nghi tà kiến cũng dẹp trừ luôn. Cho nên ở đây thưa quý vị, nói đến cái sự tác ý của năm cảnh thì theo trong thắng pháp chỉ là một cái yếu tố, một cái điều kiện tất yếu để cho nhận thức phát sanh thôi. Cái điều kiện, bốn điều kiện để cho nhãn thức phát sanh, bốn điều kiện để cho tỷ nhĩ thức phát sanh, tỷ thức phát sanh, thị thức phát sanh, thơ phát sanh, vân vân, là chúng ta nói đến có sự tác ý. Cái đó là chúng ta chưa nói đến cái chuyện mà chúng ta tác ý vào những điểm khác như hơi thở hoặc là tùy quán vô thường của nó, vô ngã. Nó bước qua cái lĩnh vực của ý môn rồi, của cái lỗ tâm ý môn. Cái đó là sự tu tập. Đây là một câu chuyện còn dài lắm thưa quý vị, nhưng mà nếu bàn sâu thêm nữa thì nó sẽ có nhiều lợi lạc cho chúng ta. Mình chỉ e rằng là khi mà chúng ta nghe chi tiết ở chỗ này thì sợ xong bây giờ pháp này các Phật tử chúng ta đều tỏ ngộ hết, thì tỏ ngộ chân lý khổ tập diệt đạo. Cho nên chúng tôi trả lời bao nhiêu đó thôi. Thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Sư Thầy. Dạ thỉnh sư huynh trả lời cho một câu rồi sau đó thỉnh sư huynh đi nghỉ. Mà sư huynh, khi mà chúng ta nói đến năm cảnh sắc thinh khí vị xúc á, thì nếu mà năm cảnh sắc thinh hương vị xúc mà khả ái khả ý thì cái đó là phước hay là tội? Có nhiều người xem đó là tội, tại vì năm cảnh khả ái khả ý là nó mang lại cái phiền não, do đó gọi là tội bốn trần. Nhưng có nhiều người nói ồ, năm cái cảnh đó nó thành tựu là do cái phước, do cái thiện nghiệp trong quá khứ. Thì như vậy chúng ta nói là năm cái cảnh gọi là dục trưởng dưỡng mà khả ái khả ý nó là phước hay là tội? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Thích Sĩ Quân khi trở lại. Chúng ta sẽ đặt lên vấn đề ở trong nhà
sinh hoạt mà có điện nước đầy đủ, chúng ta gọi là có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Nhưng mà có người khác thì họ không chịu. Họ nói cái đó đâu phải là có điện nước, đâu phải là tiện nghi đâu, cái đó là tai họa. Vì có biết bao nhiêu trường hợp nó bị chập điện rồi nó cháy nhà. Nói như vậy nghe đâu được. Tiện nghi là tiện nghi, còn cái chuyện mà chúng ta sơ suất để cho chạm mạch điện thì nó xảy ra cái tai họa, cái quả hoạn, thì cái đó đâu phải lỗi do điện, do cái người xài. Cũng vậy, khi mà có sanh được cái thấy cái hưởng được cái ngũ dục cả ái cả ý, đó là cái phước. Trong 10 phước luân hồi đó, trong đó có cái phước là người mà tạo được cái thiện nghiệp ở trong quá khứ, như là bố thí cúng dường về bông hoa hay là về thức ăn thức uống đèn đuốc vân vân, thì như vậy đời sau khi mà sanh lại có quả dị thục là có được cái ngũ dục khả ái khả ý, cái đó là cái phước. Bởi vì cái đó là quả thiện mà, cái này là quả thiện. Nhưng mà gọi là tội đó là tại vì cái lỗi là lỗi ở chỗ cái tâm xử lý kìa. Cái tâm xử lý tức là tâm động lực cho quán ác. Cái tâm động lực khởi lên để thấy, để nghe, để ngửi, để nếm, để đụng cảnh sắc, cảnh sinh, khí vị xúc. Nếu như mà cái tâm xử lý hay tâm động lực đó là cái tâm thiện thì như vậy là nó không có tội lỗi gì và không có cái quả cay đắng. Nhưng mà tại vì mắt thấy cảnh sắc đẹp rồi cái khởi lên cái tâm tham, mà khởi lên cái tham tham có cái sự thích thú say đắm chấp thủ rồi mong muốn ước vọng thêm nữa, rồi bắt đầu để đi tìm sắc đẹp tới hai mùi thơm vị ngô xúc lạc, mà nảy sinh không biết bao nhiêu là những cái tội lỗi, như là anh em tranh đoạt với nhau, sát phạt lẫn nhau, rồi giữa cha mẹ và con cái tranh đoạt lẫn nhau, vua quan tranh đoạt lẫn nhau, rồi quan dân tranh đoạt lẫn nhau, cũng bị ngũ dục, cũng bị ngũ trần sắc đẹp tới hơi mùi thơm vị ngon xúc lạc. Thì cái đó, cái tâm động lực đó, cái tâm xử lý cảnh đó là tội. Nhưng mà lúc mà cảnh sắc thinh khí vị xúc, sắc đẹp tới hơi mùi thơm vị ngon xúc lạc mà nó đến thì cái này không phải là cái tội, mà đó là do cái phước. Do cái phước mới có được, mới thấy được. Người mà có phước mới khi mà sanh ra ở đời mới có được nhãn thức quả thiện để nhìn cảnh đẹp, cảnh sắc đẹp, mới có nhĩ thức quả thiện để nghe tiếng hay, mới có tỷ thức quả thiện để ngửi mùi thơm, mới có thiệt thức quả thiện để nếm vị ngon, tức là ăn uống ngon lành đó. Rồi có phước mới sinh ra cái thân thức quả thiện để mà cảm thọ, để mà cảm xúc êm ái, thoải mái, dễ chịu cả ái cả ý. Thì như vậy cái giai đoạn đó là giai đoạn có phước. Nhưng mà tại vì cảnh sắc đẹp tới hai mùi
Thân Bị Ngô Xúc Lạc đã nói rằng nó là miếng mồi của ma vương, gọi là Maramisat. Maramisat là mồi của ma, gọi là mồi của ma tức là mồi của phiền não đó. Phiền não ma, khi mà mình thấy đẹp, nghe tiếng hay, ngửi mùi thơm, nếm vị ngon, xúc chạm êm ái, rồi không biết dừng lại, không biết dè chừng, mà lại có cái sự tham đắm, cái lửa tham nó bắt đầu nó gây lên tai họa, lửa sân nó sinh khởi. Khi mà người khác cướp mất của mình, hoặc là cái sắc thân hương vị xúc đó mà nó bị vô thường biến mất thì mình khổ, vân vân, thì bắt đầu lửa sân nó sinh khởi, lửa tham, lửa sân và lửa si, lửa si mê nó sinh khởi. Thì lúc bây giờ cái khổ là ở chỗ đó, cái tội là ở chỗ đó, chứ không phải là do mấy cái kia, mà do sắc đẹp thứ hai, mùi thơm vị ngô xúc lạc mà chúng ta nói. Cái đó không phải là phước mà là tội, vì chúng ta nói vậy được. Ở trong nhà, khi mà chúng ta mua đồ gia dụng, muốn bằng sắc cái này kia ở trong bếp đó, sắc rau củ vân vân, là chúng ta phải dùng đến con dao bén. Thì con dao bén là con dao tốt, mua ngoài chợ về con dao nào mà cái chất thép của nó tốt quá, nó bén ngót, thì như vậy là con dao tốt. Nhưng mà cái con dao tốt đó, nếu mà khi mà chúng ta sử dụng để bầm sắt nấu nướng đó, phục vụ cái bữa ăn trong gia đình, thì cái đó là con dao đó hoàn toàn là vô hại. Nhưng mà khi người ta giận lên đó, người ta chụp lấy con dao ở trong bếp để người ta đâm chết người khác, thì con dao nó trở thành cái hung khí. Mai mốt mình đi chợ, mình ra ngoài cái tiệm mà họ bán cái đồ gia dụng, gặp cái dao mình nói, ở đây tại sao bán những cái đồ hung khí? Thì chắc có lẽ là người ta đập mình chết. Người ta đâu phải người ta bán cái hung khí. Hung khí là khi nào cái con dao đem về mà để làm cái chuyện mà giết người kìa, mới gọi là cái hung khí. Chứ còn đem cái con dao bé ngót nó đem về để bầm sắt nấu nướng, thì trong trường hợp này nó là đồ gia dụng mà, thưa quý vị. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu như vậy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi như thế. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính trừng thưa tòa thầy sư. Để thỉnh thưa tòa thầy sư đi nghỉ. Thấy thưa tòa còn khỏe lắm, nhưng mà thưa tòa nói nhiều rồi, sẽ để thưa tòa đi nghỉ. Thưa tòa Tư Nguyên ơi, không biết thưa tòa Tư Nguyên có mặt trước máy và nghe được không? Nếu thưa tòa Tư Nguyên nghe được, xin thỉnh thưa tòa khoan nghỉ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi thưa tòa Tư Nguyên có mặt ở trước máy và nghe được không? Dạ. Dạ vâng. Thưa tòa Tư Nguyên, hôm nay chúng ta học về diễn trình tâm qua ngũ mục, tức là qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì ở trong cuộc sống này, nếu chúng ta gọi là muốn cải thiện cuộc sống, muốn thay đổi cuộc sống, thì chúng ta nhìn vào những cái yếu tố. Ví dụ con mắt á, thấy cảnh sắc á, thì nó phải có mắt, rồi phải cảnh sắc, rồi phải có ánh sáng, rồi phải có sự chú ý. Rồi tai lại có phải có, nó bị thính giác thì chúng ta phải có thần kinh nhĩ, rồi có cảnh thinh, rồi có khoảng không, rồi có sự chú ý. Thì những yếu tố như vậy khi mình đọc qua, mình thấy rằng chúng ta có thể cải thiện được, có thể thay đổi được ở chỗ nào và chỗ nào không thể thay đổi được.
thì xin thỉnh ý kiến của thượng tọa Tuyên Quyền. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thưa đại chúng nghe rõ, và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến thần tổ Giác Đẳng, từ tổ Minh Hạnh, từ đi sư Nguyên Thân cùng chư tăng đang hiện diện. Trân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, có thể nói rằng ở trong, nếu như mà thí dụ như chúng ta cảnh sắc thì chúng ta phải có căn cảnh và thức. Yếu tố này là nó làm cho coi như nhãn thức khởi sanh, và nhĩ thức cũng vậy, cũng phải có căn cảnh thức và các cái chi còn lại. Những điều mà vậy thì chúng ta có thể thay đổi những cái yếu tố mà nó ngũ quan, chúng ta có thể thay đổi không? Thì kính thưa quý vị, có một yếu tố mà chúng ta không thể thay đổi, đó chính là nhận thức không thể thay đổi. Nếu như bây giờ màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, chúng ta có thể tô đậm lên cái cảnh đó, cái sắc đó trắng, trắng thật là trắng, đỏ thật là đỏ, vàng thật là vàng, chúng ta có thể thay đổi cái cảnh đó. Và ngay cả chúng ta có thể thay đổi một cái căn của chúng ta, cái căn trần của chúng ta, tức là nhãn căn đây, tức là con mắt, cái yếu tố của chẳng hạn như là con ngươi, rồi cái yếu tố mà hội tụ của máu nó như thế nào, nó liên hệ đó, thì người ta có thể mổ xẻ, người ta liên hệ được, người ta có thể thay đổi. Chẳng hạn như cái mắt nó mờ thì người ta có thể làm cho nó sáng. Nhưng đó là một yếu tố có thể thay đổi, hai yếu tố đó. Nhưng yếu tố của nhãn thức thì yếu tố đó không thể thay đổi. Nếu như chúng ta gọi là, cho là như nó như là ví dụ như con ngươi á, nếu chúng ta bị hư như cái đó thì nó mất cái nhãn thức, và nó cũng mất luôn cái nhãn căn ngay chỗ đó. Tuy có con mắt gọi là nhãn căn như vậy thôi, nhưng điều mà cái đó mà nó để nhãn thức mà nó dựa vào đó, nó không còn nữa, thì cái đó không thể thay đổi được. Bây giờ có nhiều người ta không thấy đường, đó là do cái nhãn thức đó nó thứ nhất, một là người ta tâm bị mù do bệnh hoạn thì nhãn thức nó không mất, nhưng người ta bị mù mà nó tích bẩm đến đó thì không có nhãn thức, không thể nào mà sáng mắt được. Chúng ta nói, khi chúng ta đọc những cái câu chuyện chẳng hạn như là thần tiên hóa phép để cho cái như mắt thấy tai nghe, thì cái điều đó là nó khó lắm. Nếu chúng ta hiểu biết được Phật pháp thì cái đó nó khó lắm, bởi vì cái này cái nghiệp của chúng sinh, nó là con người vô nhân, thì nó bị các căn nó khiếm khuyết, cho nên chúng ta không thể thay đổi được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì con người mù đó bây giờ dẫu cho coi như là khoa học nó có tiến triển như thế nào, cũng thế nào mà đặt một cái hệ thống thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ vào đó được. Như là chúng ta thấy biết là khi chúng ta đã bị bệnh, khi chúng ta đã bị mất cái khứu giác, cái mất này nó do cái bệnh, hay mất này nó do một yếu tố gì đó nó mất đi, vì chúng ta mất đi cái lỗ mũi, thế nào mà còn ngửi được nữa, bởi vì thần kinh nó dựa trên cái tỷ căn này. Hay chúng ta mất nguyên cái con mắt thì cái nhãn thức nó không có dựa, nhãn căn này thì nhãn thức nó không có dựa nữa. Thì đây chính là cái điều mà chúng ta không thể nào thay đổi. Mà trong cuộc đời này, chúng ta dù chúng ta có sửa sang cách mấy cũng vậy. Thì ví dụ như chúng ta có sửa sang đi, thì những điều mà cái già cỗi của cái gì, của sắc pháp này, nó phải đi tới đó. Và cuối cùng thì chấm dứt, thì chúng ta cũng chết thôi. Thì chúng ta có thể kéo lại một chút xíu, ví dụ như là chúng ta già, da chúng ta nhăn, thì chúng ta có thể dùng cái mỹ phẩm, hay là dùng cái y học để chúng ta có thể làm cái da mình nó sáng hơn, nó căng thẳng hơn, nó mướt hơn. Chứ còn sự thật ra cái đó mà chỉ trong thời gian thôi, sắc pháp nó phải lụi tàn. Thì yếu tố của lụi tàn thì ở đây chính là nó không còn cái thân thức đó nữa. Tức cái thân này mà nó đã, chúng ta gọi là cái xác này nó chết đi khi chúng ta bị bệnh đó. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ như bệnh 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 chẳng hạn như là bệnh bệnh
chính là cái bệnh nhi là cái bệnh mà nó bị tới đâu mà coi như là nó ung thư, nó thúi, nó hư cái ngón chân, hư cái tay, mà chúng ta gọi là nó bị cái nhiễm trùng á. Cái nhiễm trùng bắt đầu nó ăn vào rồi thì nó mất lần đi, thì lúc đó cái tay của chúng ta, cái chân của chúng ta hay bất cứ cái nào trên thân của chúng ta thì nó mất đi một cái gọi là chúng ta gọi là cái thân xúc, cái xúc này, cái căn của thân của chúng ta nó không còn cái cảm giác nữa, thì lúc đó đó thì cái thân thức nó không còn, thì cũng như là con mắt của chúng ta như vậy, thì nó chúng ta không thấy nữa, thì chúng ta không thấy mà do yếu tố của chẳng hạn như là nó bệnh hoạn mà nó che khuất một cái yếu tố mà nó bất bình thường đó, mà chúng ta có thể dùng thuốc, chúng ta điều trị, chúng ta sửa chữa nó đó, mà khi nó ổn định đó, thì ngay khi đó mà nó tốt đó, thì nhận thức nó dựa vào đó. Hay cái tai cũng là cái gì đó, nếu chúng ta biết cái tai chúng ta bị một cái vật gì đó mà nó đục, nó xuyên, nó thấu, thì nó mất đi cái chúng ta gọi là cái căn, cái nhãn căn rồi đó, thì kết thúc. Và yếu tố của tâm sanh đó, thì nó phải hội đủ, do có căn cảnh tốt và lúc đó nhãn thức nó có mặt, nhĩ thức nó có mặt, tỷ thức nó có mặt, triệt thức nó có mặt, và lúc đó thân thức nó có mặt, và hội đủ cái yếu tố của căn cảnh này một cách đầy đủ, một cách tốt đẹp, mà chúng ta như đã nói, coi như là cái thức chúng ta không thể thay đổi được, nó đã mất rồi thì chúng ta kết thúc. Đó, thí dụ như con mắt chúng ta nó bị đuôi thì ngay khi đó nó hư rồi, thì nó mất đi cái đó thì không thể nào mà gắn lại con mắt thiệt được, mà có thể nhìn thấy được. Dạ, yeah. Đây là một cái điều mà có thể, chẳng hạn như bây giờ người ta cho bây giờ khoa học có thể thay đổi được cái đó, là những điều mà khi đó là cái yếu tố của cái nền của căn cảnh nó ổn định một cách phù hợp, và lúc đó nhận thức nó mới dựa vào. Yeah. Phải mổ xẻ một cách cẩn thận, vân vân, có thể thay đổi, nhưng khi mà đã mất được, nó mất đi một cái cũng như là cái thịt đó nó thối, nó hư rồi thì cũng thua. Dạ, xin xác định cái con xin có câu thảo luận trả lời là như vậy. Nếu có đi giờ chúng ta kính cung thành thượng tọa Nam Mô Bổn Thầy nhé. Sa thúc kinh xin được hỏi Sư Nguyên Thông có bật máy và nghe được không? Sư Nguyên Thông có nghe được không? Thiền tọa Tuyên Quyền ấy, Thiền tọa có nghe được không? Nếu Thiền tọa nghe được, xin Thiền tọa hoan hỷ trở lại với cô thảo luận sau cùng, cô thứ năm. Thiền tọa Tuyên Quyền, nếu có người họ nói như vậy là chúng ta biết rằng sắc thinh hương vị xúc nó có thể chi phối tâm mình, nhưng mà bây giờ thay vì mình không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng là điều bất khả, là điều không thể nào làm được, vậy thì mình đổi chiến thuật, thay vì mình không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không xúc chạm thì mình thay thế cái tai hại bằng cái lành mạnh. Thí dụ thay vì uống rượu thì chúng ta uống trà, thay vì nhậu nhẹt thì chúng ta ăn những cái thực phẩm lành mạnh, hay là thay vì chúng ta quá đắm chìm với âm nhạc thì chúng ta nghe tụng kinh chẳng hạn. Thì đề nghị đó có khả thi không? Đề nghị đó có thực sự tốt cho chúng ta không? Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng tọa Tịnh Biệt. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sa Kha Giá, và kính lễ đến Chư Tăng, kính chào đến quý vị. Thì cái này thì đây là một cái điều mà dĩ nhiên, nếu như cái điều gì đó mà nó nhẹ hơn, nó đơn giản hơn thì chúng ta nên chọn lựa để cho tâm nó nhẹ nhàng hơn. Thí dụ như giờ trong cái sắc thinh hương khí vị xúc á, mà chúng ta cho nó lành mạnh á, nó không để cái tác hại, thì dĩ nhiên nó cũng là một cái đẹp, cái tốt chứ, cũng tạo nên một cái sự trang nghiêm, cái sự tốt đẹp. Mà cái đó trong cái chúng ta gọi là trong cái trang nghiêm
thì Đức Phật Ngài cũng dạy cái pháp trang nghiêm. Thì chẳng hạn như từng lời ăn, cái uống, cái nói, cái mặc, khi cái đứng, cái nằm, cái ngồi, thì làm cho nó tốt đẹp, thì cái điều đó nó tốt. Thay vì những điều mà ở đây chúng ta làm như thế nào, cái tác hại này có hai cái nó tác hại để mà đưa đến cái nguy hiểm cho sức khỏe. Cái tác hại nguy hiểm cho cái tâm, hay là tác hại nguy hiểm để cho phiền não khởi sanh. Cái tác hại nguy hiểm để cho chúng ta sẽ từ đó mà chúng ta gây biết bao nhiêu là cái bất thiện, bao nhiêu là cái điều tội lỗi, thì cái đó chúng ta nên tránh né trường nào. Tức là ở đây cái điều mà Đức Phật Ngài rất là tuyệt vời chỗ đó, những cái lời dạy của Ngài, Ngài bảo những người đệ tử, thí dụ chúng ta có những lậu hoặc, có những phiền não phải do tránh né, phải do thu thúc, phải do tội dụng, phải do kham nhẫn. Có những điều chúng ta tránh né, hay chúng ta phải có một cái sự cẩn thận. Thế có sự thúc ở đây có nghĩa là phải có một sự cẩn thận, có một cái sự kiểm soát một chút xíu. Thì như thế, chứ không phải là bây giờ mình có cái nghiệp rồi thì mình không sợ, nghiệp tới á là mình chết, nghiệp tới là mình bệnh, cho nên mình ăn mình không có kiểm soát, rồi mình nói năng mình không có giữ gìn, rồi yếu, chúng ta gọi là yếu mà ra nắng, thì cái điều chắc bệnh. Thôi bây giờ thí dụ bây giờ bệnh dịch như thế này, thì thí dụ như chúng ta nói bây giờ không sao đâu, không cần đeo khẩu trang, ai có nói gì nói tới nghiệp là mình bệnh, nói như vậy là không được. Thì thay vì chúng ta đương đầu, mà tại sao chúng ta có thể tránh né được một chút xíu? Có những cái nguyên nhân á, là nó nhân cái hiện tại này mà nó gây ra, chứ phải cái gì chúng ta cũng cho là cái quá khứ, cái nghiệp quá khứ hết, mà đó chính là cái nhân hiện tại của chúng ta, đó là những hành động. Mà đây nó chính cái nhân hiện tại này, nó xúc tác, nó trợ tạo cho cái chuyện tương. Cho nên vì vậy, những cái đời sống mà ngay cái hiện tại mà chúng ta tích cực, chúng ta biết gìn giữ, chúng ta biết chăm sóc, chúng ta biết thay đổi nó, biết tích cực cho nó đó, để không tạo cho mình có một cái thói quen xấu, một cái tính tật xấu. Là chẳng hạn như ăn ăn quá no, ngủ ngủ quá đáng, không biết liều lượng, giờ ăn giờ ngủ gì nó không có ổn định, thì chắc chắn là chúng ta sẽ, cái sức khỏe của chúng ta sẽ tổn giảm, và cái sức khỏe chúng ta cũng tốt đẹp. Rồi như vậy rồi chúng ta nói không, cái nghiệp của chúng tôi nó bệnh là một chuyện, nhưng được một chuyện thứ hai nữa là do cái chúng ta không có biết chăm sóc, không có biết lo lắng, mà không có biết giữ gìn nó, không biết tránh né cho nó được tốt đẹp. Thí dụ bây giờ trời lạnh quá thì chúng ta biết gì thì chúng ta nên đắp một cái y, đắp một cái khăn để cho nó ấm, đắp một cái áo vào để cho nó kín, đắp một cái chăn cho nó đỡ hơn. Chứ không bây giờ không sao đâu, lạnh đến khi tôi bệnh là tôi bệnh, nghiệp tới là tôi bệnh, còn nghiệp không tới là tôi khỏe. Chuyện đó cái nghiệp đó chưa tới, mà chắc chắn là cái lạnh đó chắc chắn là cảm phổi nhẹ rồi. Rồi chẳng hạn như cái nóng cũng vậy, là thì chúng ta cần thiết gì nó nóng thì chúng ta né tránh đi, chúng ta tìm những cái nơi mà cho nó mát mẻ đi, nó phải cho nó phải khổ cực như vậy. Hay hoặc là chúng ta có thể tìm những bóng cây, hay là có thể có những cái vật gì nó có thể quạt mát được. Chứ chúng ta không thể nói rằng để chúng tôi đương đầu nó phải là cái sự khổ hạnh. Đây là một cái điều hết sức là đặc biệt. Và cũng như là đó không phải là chúng ta buông trôi cho cảm xúc, mà sống theo bản năng, nó muốn cái gì chúng ta cũng đáp ứng vừa lòng nó. Thì đây chính là cái điều mà chúng ta chạy theo cái nghiệp luân hồi, chạy theo cái quả, cái nghiệp quả luân hồi, chạy theo cái khổ đau của luân hồi. Còn ở đây là người tu biết tỉnh thức, mà thay vì làm những cái hành động nó thô tháo quá, thì chúng ta nên thay đổi cho nó một cách nhẹ nhàng hơn. Đó là cái điều rất tốt, đó là cái điều rất tốt, chứ không phải là một cái điều gì mà nó có thể thay đổi như vậy. Để chúng ta ở trong cuộc đời này, quý vị biết là cái ăn, cái nói, cái mặc, cái nghe, cái thấy, cái ngửi, cái nếm, cái đụng của chúng ta đó, nó cũng là một cái cách để thể hiện con người,
con người đó nó như thế nào. Người ta coi cách ăn của mình, coi theo cách của mình, coi theo cái cách uống của mình, coi theo cái cách coi như là chúng ta gọi là cái ngũ quan này nó tiếp xúc, nó xúc với cảnh đó, thì nó dễ để lại những cái thô tháo, những cái tánh xấu hay là những cái tâm mà bất thiện của mình nó dễ lộ ra. Ăn ngon quá thì ăn cho nhiều, người ta gọi là ham ăn hốt uống, uống cho nó nhiều, uống cho nó nhanh, uống cho nó dữ, và rốt cuộc thì nó rất là vô duyên, mất đi một cái trang nghiêm, nó mất đi một cái tư cách mình là một người tu, giàu cho là tại gia hay xuất gia, xuất gia hay tại gia thì đều phải có một cái căn bản. Nhưng quý vị biết Phật dạy cho người đệ tử một cái điều hết sức tốt đẹp là ngài dạy cách ăn, cách nó, cách ăn, cách mặc. Ngay cả đến khi đi đến nhà vệ sinh cũng chỉ nữa. Khi đến đó, vị nào lớn thì đi lên vào trước, vị nào nhỏ thì xin lỗi, vị nào đến trước thì vị đó đi, chứ không phải là phân biệt mà cái lớn cái nhỏ nằm chỗ đó. Và đi đến đó chúng ta phải gõ cửa, chúng ta phải đàng hắn đàng hoàng, chúng phải là ẩu tả coi như là gặp cái cửa cái mở ra. Đó là những cái cách dạy cho nó trang nghiêm. Cũng vậy, nghèo cho sạch, rách cho thơm, y rách thì phải vá lại, chứ phải y rách rồi rồi chúng ta cứ như thế này như thế kia, hay hoặc chúng ta nhơ nhớp quá đó, chúng ta không có vệ sinh, chúng ta không có tắm rửa, thì Đức Phật đã dạy hết vị tỳ kheo phải như thế nào, phải như thế nào, bao nhiêu thời gian quá đáng mà không tắm, mà không có giặt giũ thì cái điều đó nó không được ở trong cái pháp trang nghiêm á, cho cái người đệ tử á, cho cái gọi là sekhyavata, tức là cái ưng hợp pháp á. Dạ, nó hay lắm. Nó tức là cách ăn, cách nói, ăn tức là những vật thực từ trong miệng, khi mà ăn, khi đang vật thực còn trong miệng thì không thể nói, ăn không có thể hút, ăn không được phép chép miệng, thì những cái cách đó chúng ta cho là rồi thì ăn, cứ ăn đi, cứ nhầm nhò gì, cứ chép miệng, cứ hút, cứ nhai như thế nào đó, nhai không thế nào mà nhai, tự mình nhai như khỉ. Chúng tôi nhớ là lúc tôi học đó, tức là ta không được phép thọ thực khi mà chúng ta nhai vật thực như con khỉ độn ở bên má như đó, nó phùng ra như vậy, nó không giống ai. Rồi mình vừa ăn mà mình vừa nói chuyện, vân vân. Mà trong cái tục ngữ ta nói rằng khi mà chưa đi đã nói, chưa nói đã cười, cứ nói về cái tư cách của con người là người vô duyên. Cũng vậy, con người mà mình vừa nói chuyện mình nó mà vừa chúng ta ăn mà chúng ta vừa nói chuyện á, thì nó rơi rớt cơm vật thực nó ra thì nó rất là mất vệ sinh và nó vô duyên lắm. Thì cũng vậy, cái trang nghiêm như thế, thì cũng vậy, cái hình thái mà để xúc chạm của mắt tai mũi lưỡi thân ý này, hoặc là sắc thân hương khí vị xúc này, nếu như nó có tác hại thì chúng ta nên chuyển hóa. Hay những thức ăn mà nó quá là bệnh hoạn thì chúng ta phải chuyển hóa chứ, tự chúng ta lo chứ. Chứ bây giờ cứ thức ăn mà nó bệnh hoạn mà chúng ta cũng vẫn nhét vào thì đó chữ chúng ta hại chúng ta, chứ đừng có nói là nghiệp quả hay là chúng ta đã không có khéo mà chăm sóc cái điều kiện của sắc pháp này để cho nó được tốt đẹp, hỗ trợ cái quá trình sự sống của chúng ta được tốt đẹp, hay là cái sự tu tập chúng ta được tốt đẹp. Và đây chính là cái câu trả lời của chính con là như vậy. Nếu có đi gì cần có tốt thì kính không ngừng thần thờ Nam Mô Bổn Thầy. Cái trình thượng tọa Tế Quyền. Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học về những trình tâm qua luồng ngũ môn. Chúng ta cũng có một số chi tiết gọi là những yếu tố cho ngũ quan, những yếu tố để tạo thành thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Và chúng ta cũng nói đến bốn ấn tượng. Thì những điều này đó, mặc dù không có đề cập đến ở đây, nhưng mà ý nghĩa của chữ gọi là pháp hành, do duyên mà sanh cũng do duyên mà diệt. Và pháp hành hay là pháp hữu vi là pháp cấu kết với nhiều nhân nhiều duyên. Và
Ở đây chúng ta cũng tìm thấy giáo lý duyên khởi. Chúng ta cũng tìm thấy một phần gợi ý ở trong cái chỗ nào là bằng cái nhiệt tâm tu tập đó, chúng ta có thể thay đổi được gì, quán chuyển được gì. Tuần tới này, thứ năm tới này, thưa quý vị, chúng ta sẽ học về chi tiết của những diễn trình tâm. Và bốn diễn trình tâm là diễn trình tâm với cái ấn tượng mạnh, ấn tượng rất mạnh, vân vân. Thì chúng ta sẽ thấy thêm một số những cái liên hệ rất là mật thiết giữa Thắng Pháp và Thắng Pháp Tạng và Kinh Đạt. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Pháp Bồ Đề Tham Ma. Ngày mai này, thưa quý vị, chúng ta sẽ có giáo trình phản ngữ Pali và vị giảng sư là Thượng Tọa Tuệ Siêu. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay ở đây. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Chào, tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Sư Tổ Lành Thầy. Chúng con tại chỗ nào đã đúc kết cho bài học. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bị mẫn giảng dạy vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trình và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh quá tâm ý như lời chư Phật dạy. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức Thích với đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hướng chư thiên thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Giác.